sẽ mời chị Thoa là bà xã của anh Ánh Đàn. Anh Đàn. Anh Kiệm. Dạ, chị hát hay nha. À, chị sẽ hát bài nhạc phẩm tango phải không chị? Dạ, xin mời đến các bạn bài tango cho tôi nghe. Hôm nay là sinh nhật của Như Thủy và Hồng Hải.